California tuyên bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng đang bùng phát mạnh mẽ, khiến hàng ngàn người phải di tản. Một lính thủy quân lục chiến đã bị bắt vì tội giết chết vợ. Hơn 600 dược sĩ ở Nam California có thể đình công để đòi tăng lương. Nhân viên tìm hot dog ở Chicago đã bị bắn ngay tại quầy phục vụ. Nhà máy Hyundai ở Alabama bị tố sử dụng lao động trẻ em. WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu vì sự bùng phát của bệnh đậu mùa khỉ hiện nay. Đó là những thông tin mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 24 tháng 7 năm 2022. Một đám cháy rừng vào hôm thứ Bảy ngày 23 tháng 7 gần Yosemite National Park đã bùng phát mạnh mẽ, khiến hàng ngàn người phải di tản và làm mất điện hơn 2.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh, theo AP cho biết. Theo Cơ quan Chống Cháy Rừng California Cal Fire cho biết, đám cháy rừng bắt đầu vào chiều ngày 22 tháng 7 ở phía tây nam công viên gần thị trấn mid thuộc quận Mariposa, Đến ngày 23 tháng 7, lửa lan rộng ra gần 19 dặm vuông. Trước khi đám cháy này bùng phát lan rộng hơn nữa, các nhân viên cứu hỏa đã phải ứng phó với một vụ cháy rừng khác ở cực nam công viên Yosemite. Ông Daniel Patterson, phát ngôn viên khu lâm viên Sierra National Forest cho biết, lệnh di tản đã được áp dụng đối với hơn 6.000 người sống trong khu vực hẻo lánh nơi này thống đốc Gavin Newsom đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở quận Mariposa vào ngày 23 tháng 7 trước đe dọa của đám cháy dữ dội. Hơn 400 nhân viên cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa với sự hỗ trợ từ máy bay, trực thăng và xe ủi. Họ phải chịu đựng với điều kiện khắc nghiệt của thời tiết nắng nóng, đồ ẩm thấp và thảm thực vật khô cằn sau đợt hạn hán kỷ lục trong nhiều thập niên, theo lời ông Patterson cho biết. Tính đến sáng ngày 23 tháng 7, ngọn lửa đã phá hủy 10 căn nhà đủ loại và làm hư hại năm căn khác. Đồng thời cũng đe dọa thêm 2.000 căn. Vụ cháy khiến nhiều con đường bị đóng cửa, trong đó có Highway 140 giữa Castan Road and Orred Road, một trong những tuyến đường chính vào Yosemite. California đang có những trận cháy rừng ngày càng lớn và trầm trọng hơn trong những năm gần đây. Suốt 30 năm qua biến đổi khí hậu đã làm cho miền Tây trở nên nóng và khô hơn. Các nhà khoa học dự đoán tình trạng thời tiết cực đoan sẽ tiếp tục tăng, kéo theo cháy rừng xảy ra thường xuyên. Chuyển sang thông tin tiếp theo, một lính thủy quân lục chiến đã bị bắt với cáo buộc đâm chết vợ và đang bị truy tố tội giết người. Theo AP cho biết vào hôm thứ Bảy ngày 23 tháng 7 năm 2022, Quân nhân Brian Teheda Castillo đang bị giam và tiền thế chân tài ngoại là 1 triệu đô la, theo sở cảnh sát Honolulu cho biết. Nghi can Teheda Castillo bị bắt không lâu sau khi đâm chết vợ là cô Dana Alotaibe, 27 tuổi, trên xa ở Hawaii vào hôm thứ Tư, cảnh sát cho biết. Anh ta được đưa đi bệnh viện Queens Medical Center ở Honolulu. Trên người bị vài vết thương mà nhân chứng cho biết do anh ta tự gây ra. Theo cảnh sát cho biết, bạn bè cô Alothaibi nói cô đang mang thai, nhưng cảnh sát tuyên bố họ đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi. Vào hôm thứ bảy, phát ngôn viên cảnh sát cho biết, không biết là nghi can Theida Castillo còn ở bệnh viện đó hay không, hay đã chuyển đi nơi khác. Bà Natalia Cespedes, mẹ cô Alothaibi, nói với báo Hawaii News Now rằng con gái bà bị chồng bạo hành và đã xin được lệnh của quân đội cấm anh Teheda Castillo tới gần. Tin tức cho biết, trước khi bị chồng đâm đến chết trên xa lộ H3, khoảng 6 giờ 18 phút chiều thứ tư, cô Alo Taibi đã lên mạng xã hội kể cô bị bạo hành. Vài người đi đường dừng xe lại can ngăn nhưng không thành công. Ông George Smith, một nhân chứng kể với báo Hawaii News Now rằng, tôi chạy tới nói anh ta thả cô ấy ra, tôi nhìn thấy máu khắp người cô ấy. Ông George Smith cho biết thêm, ông nhìn thấy nghi can Teheida Castillo tự đâm anh ta. Cô Alo Taibi được đưa đi bệnh viện sau khi bị đâm nhiều nhát và được công bố qua đời vào khoảng 8 giờ rưỡi tối cùng ngày, theo cảnh sát cho biết. Thủy quân lục chiến đã ra thông báo cho biết họ biết vụ sát hại này. Chúng tôi xin xác nhận chỉ huy của lính thủy quân lục chiến này liên lạc với cả anh ta lẫn nạn nhân và đang xem xét những cáo buộc cũng như mối lo ngại mà chỉ huy được thông báo, thủy quân lục chiến tuyên bố, do vụ này đang được điều tra hình sự, chúng tôi không thể nói thêm điều gì. Nghi can Teheda Castillo thuộc nhóm tác chiến ven biển số 3 của thủy quân lục chiến và đóng ở Oahu, Hawaii. Chuyển sang thông tin tiếp theo, hơn 600 dược sĩ và nhân viên nhà thuốc của các siêu thị Rouse, Vons và Albertsons ở Nam California bỏ phiếu để kêu gọi nghiệp đoàn tổ chức đình công. Theo báo The Orange County Register, nghiệp đoàn United Food and Commercial Workers, đại diện cho những nhân viên dược nói trên, tố cáo họ gặp cách đối xử không đúng luật pháp và không công bằng. Những tố cáo gồm có các siêu thị trả đũa những dược sĩ tham gia nghiệp đoàn, hối lộ các dược sĩ bằng tiền thưởng thay vì tăng lương và thuê nhân viên tạm thời gây trở ngại cho các nghiệp đoàn các dược sĩ mới bỏ phiếu vào hôm thứ Sáu ngày 22 tháng 7 năm 2022 và số người chấp nhận đình công nhiều áp đảo. Tuy nhiên, nghiệp đoàn chưa đưa ra ngày đình công chính thức vì đang thương thảo với các hệ thống siêu thị. Hiện nay, các dược sĩ làm việc cho Rouse, Vons và Albertsons có lương trung bình là 66.85 đô la trên một giờ. Nhưng UFCW cho rằng lương đó không đủ trong tình trạng làm phát làm tăng giá xăng, giá thực phẩm và các dịch vụ cần thiết. Ông Tim Riffenberg, một dược sĩ từng làm việc cho 20 nhà thuốc ở quận Cam cho biết, các dược sĩ đang yêu cầu tăng lương 5 đô la trên một giờ trong năm đầu tiên, 4 đô la trên một giờ trong năm thứ hai và 3 đô la trên một giờ trong năm thứ ba. Ông còn nói sẵn sàng giảm số tiền đang yêu cầu lại để thương thảo với các siêu thị. Hệ thống siêu thị Rouse cho biết, họ làm việc đúng luật pháp và chưa nghe được ai tố cáo mình làm điều gì sai họ còn cho rằng ufcw dùng đình công là một chiến thuật đe dọa để gây rối loạn trong công ty nhân viên và cộng đồng tập đoàn albertsons chủ của hai hệ thống siêu thị vons và pavilions chưa trả lời câu hỏi của oc register về tình trạng đình công có thể xảy ra chuyển sang thông tin tiếp theo một nhân viên tiệm hot dog nổi tiếng ở Chicago đã thiệt mạng sau khi bị bắn ngay tại quầy phục vụ vào sáng sớm thứ Sáu, ngày 22 tháng 7 năm 2022. Cảnh sát đã thông báo cho biết theo Newsweek đưa tin. Nhân viên 31 tuổi này đang làm việc tại quầy phục vụ tại tiệm Original Maxwell Street thì bị trúng nhiều phát đạn, sở cảnh sát Chicago cho biết. Sở cảnh sát Chicago nói rằng kẻ tấn công là mặt đã đến gần quầy và móc súng ra bắn nạn nhân nhiều phát. Nạn nhân được đưa đi bệnh viện và được công bố qua đời ở đó. Cảnh sát nói họ chưa bắt người nào trong vụ này và vẫn đang điều tra. Nạn nhân tranh cãi với người khác trước đó cùng ngày, theo đài CBS Chicago đưa tin. Thông tin cho biết có lẽ nạn nhân và kẻ tấn công đã cãi nhau trước vụ nổ súng, ông Brandon. Ông Brandon Dinehan, chỉ huy điều tra CPD, nói với CBS Chicago rằng thông tin cho biết có lẽ nạn nhân và kẻ tấn công cãi nhau trước vụ nổ súng. Chuyển sang thông tin tiếp theo, nhà máy cung cấp phụ tùng của Hyundai ở Alabama sử dụng lao động chưa đủ tuổi, theo Reuters cho biết vào hôm thứ Sáu, ngày 22 tháng 7 năm 2022. Trẻ em có đứa chỉ mới 12 tuổi đã làm việc tại nhà máy dập kim loại Smog ở Luverne, Alabama, nơi cung cấp phụ tùng cho nhà máy lắp ráp xe Hyundai ở Montgomery, Alabama. Reuters cho biết họ biết vụ sử dụng lao động trẻ em này sau khi một bé gái di dân ở Guatemala vắng nhà mấy ngày ở Alabama vào hồi tháng 2. Ông Pedrosi, cha cô bé sắp 14 tuổi này đã xác nhận với Reuters rằng cô bé cùng anh và em trai 12 và 15 tuổi đã bỏ học và theo làm việc tại nhà máy Smog này. Theo Reuters, mấy đứa con ông Petrosy, nằm trong số nhiều trẻ em đang làm việc tại nhà máy này. Vài em trong số đó đã bỏ học để làm ca nhiều giờ. Nhiều em được nhận vào làm việc thông qua các công ty tuyển dụng, công nhân Smog cũ và mới, cũng như công ty tuyển dụng lao động địa phương cho Reuters biết bà Tabata Motri, 39 tuổi, nhân viên Smart cũ, cho Reuters biết nhà máy này phải thuê công nhân di dân mới đáp ứng kịp nhu cầu xe hơi tăng cao. Bà nhớ từng làm việc với bé gái di dân chừng 11 hay 12 tuổi. Bà Motri cho biết cô bé còn nhỏ quá, chưa đủ tuổi làm ở nhà máy đó hoặc bất kỳ nhà máy nào. Hyundai gửi thông báo cho Reuters tuyên bố họ không chấp nhận bất kỳ cơ sở nào của Hyundai tuyển lao động bất hợp pháp. Chúng tôi có quy định và thủ tục bắt buộc tuân thủ toàn bộ luật địa phương, tiểu bang và liên bang. Trong khi đó, thì nhà máy Smart gửi thông báo riêng đến Reuters cho biết nhà máy này bác bỏ bất kỳ cáo buộc nào nói rằng họ cố ý tuyển người không hội đủ điều kiện. Smart cho biết thêm, họ yêu cầu những công ty tuyển dụng này tuân thủ luật tuyển dụng. Chuyển sang thông tin tiếp theo, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vào hôm thứ Bảy ngày 23 tháng 7 năm 2022 tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu vì sự bùng phát của bệnh đậu mùa khỉ hiện nay. Theo ABC News cho biết, bác sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, tổng giám đốc WHO cho biết trong buổi họp báo từ xa ở Geneva, Thụy Sĩ cảnh báo rằng Bệnh đậu mùa khỉ đang bùng phát toàn cầu hiện nay là tình trạng khẩn cấp y tế đáng lo ngại. Đậu mùa khỉ đang lây lan nhanh khắp thế giới, trong khi giới chức biết rất ít về căn bệnh này. Đây là lần thứ bảy WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu từ năm 2007 đến nay. Theo Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ cho biết, 6 lần trước gồm đại dịch cúm H1N1 năm 2009, dịch Ebola ở Tây Phi từ năm 2013 đến 2015, dịch Zika năm 2016, dịch bài liệt bắt đầu năm 2014 và đang diễn ra, và đại dịch COVID-19 đang diễn ra. Đến nay, trên 14.000 ca đậu mùa khỉ được báo cáo ở hơn 70 quốc gia và lãnh thổ khắp thế giới, WHO cho biết. Đến nay, có 5 ca tử vong được báo cáo tất cả ở Phi Châu. Ở Mỹ, hiện có hơn 2.300 ca được xác nhận nhiễm hoặc nghi nhiễm đầu mùa khỉ ở nhiều tiểu bang và District of Columbia, theo Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Hoa Kỳ cho biết. Ở tiểu bang New York, tính đến sáng thứ Bảy, tổng cộng 679 ca đầu mùa khỉ được xác nhận, 94% ở thành phố New York, giới chức tiểu bang này thông báo cho biết vào hôm thứ Tư. Đầu mùa khỉ là bệnh hiếm do virus đậu mùa khỉ gây ra. Bệnh này có thể lây từ động vật sang người khi người bị động vật mắc bệnh như chuột hoặc khỉ cắn hoặc cào. Theo CDC, con người cũng có thể mắc bệnh đầu mùa khỉ khi đi săn hoặc ăn thịt thú rừng. Bệnh này cũng có thể lây từ người sang người thông qua tia nước miếng, nước mũi lớn trong không khí. Nhưng vì những tia này không thể văng xa hơn vài feet, nên hai người phải tiếp xúc gần rất lâu mới có thể lây bệnh cho nhau. Triệu chứng thông thường nhất của bệnh đầu mùa khỉ là sốt, nhức đầu, mệt mỏi và đau cơ. Nhằm ngăn đầu mùa khỉ lây lan, giới chức y tế đang cố gắng phân phát vaccine ngừa bệnh này. Tuần trước, Bộ Y tế Mỹ công bố mua thêm 2,5 triệu liều vaccine đầu mùa khỉ Jynneos vì nhu cầu ngày càng tăng. Trước đó, vào hôm ngày 1 tháng 7, Bộ Y tế Mỹ mua 2,5 triệu liều và số vaccine này bắt đầu được giao trong năm tới. Chính phủ liên bang dự trù đến giữa năm 2023 sẽ có được 7 triệu liều